Thảo chào cả nhà nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn nè một món nước có công dụng là vừa làm giải nhiệt thanh mát cho cơ thể mà còn làm đẹp da nữa nha các bạn. Nguyên liệu gồm có 3 ký nha đam, một bó lá dứa, 500 g đường phèn, 50 g hạt chia và một ít muối nhé. Trước tiên thì mình sẽ sơ chế cây nha đam, thì nó hơi dài mình sẽ cắt đôi ra và mình sẽ rọc hai cái mép gai của hai bên nè. Kế đến mình sẽ bào cái lớp vỏ ở cái mặt cong trước. Sau khi đã bào xong sạch sẽ thì bây giờ mình sẽ rạch dọc với khoảng cách là 1 cm nhé. Kế tiếp mình sẽ xoay cái nha đam qua chiều ngang và rạch mỗi đường cũng cách nhau khoảng 1 cm. Vì thân nha đam dày cho nên bây giờ Thảo sẽ lia trước một lớp trên nhé. Phần còn lại thì mình sẽ dùng một cái muỗng và cạo hết luôn cái phần nha đam ở phía dưới. Mình sẽ cạo vừa tay để lấy phần thịt nha đam, chứ đừng có cạo mạnh quá thì nó sẽ dính vào với cái vỏ thì nước sẽ đắng nha các bạn. Cuối cùng mình sẽ có những hạt nha đam như hình hạt lựu rất là đều nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đặt một cái thau nước và cho ít muối vào. Mình sẽ cho vào đấy một ngâm một chút nhé. Kế tiếp mình sẽ trần nha đam, để một cái nồi nước sôi khoảng chừng 80 độ và mình sẽ cho vớt cái nha đam qua để mình trần sơ một chút xíu nha. Trần sơ như vậy thì nha đam sẽ mau sạch nhớt lắm các bạn. Và bây giờ mình sẽ rửa nha đam vài nước cho sạch nhé. Mình sẽ vớt cái nha đam qua một cái thau đá khoảng 10 phút để mà khi nấu xong thì nha đam vẫn giữ được độ giòn. Sau khi ướp được 10 phút thì mình sẽ cạn nước đi và bây giờ mình sẽ ướp vào khoảng 2 muỗng canh đường trắng cho cái hạt nha đam này để khi mà nấu xong thì hạt nha đam nó không bị đắng mà nó ngọt ngọt ngon lắm nha các bạn. Bây giờ mình sẽ nấu nha đam nhé. Mình đặt một cái nồi nước khoảng 3 lít nước lên và cho 500 g đường phèn vào. Cả bó lá dứa đã rửa sạch vào luôn nhé. Sau khi nấu được 10 phút thì nước sôi và đường cũng đã tan. Bây giờ mình sẽ bỏ cái bó lá dứa ra nè. Và cho nha đam vào luôn. Mình sẽ nấu thêm 2 phút nữa là được rồi các bạn. Mình sẽ lấy một tô nước nha đam ra để mình cho cái 50 g hạt chia vào để ngâm đó các bạn. Khuấy đều lên để cho hạt chia nó nở ra. Thì sau khi nở mình cũng sẽ bỏ vào cái nồi nha đam luôn nhé. Hoặc là mình cũng có thể bỏ trực tiếp vào cái nồi nha đam luôn nha các bạn. Và bây giờ nước nha đam cũng đã nguội rồi, mình có thể múc ra ly và cho đá vào, uống như vậy cũng vẫn rất là ngon. Hoặc là mình sẽ rum vào chai, cho vào ngăn mát để uống dần. Các bạn cũng có thể cho thêm nhãn nhục vào cái nước nha đam này cũng sẽ rất là ngon nhé. Thảo đã chia sẻ xong với các bạn về món nước nha đam nấu với đường phèn và hạt chia này rồi ha. Với cách làm này thì nước không bị đắng mà có vị ngọt thanh. Còn cái hạt nha đam thì có độ giòn sừng sực nhưng vẫn giữ được nguyên cái chất của nha đam nha các bạn. Nha đam có công dụng là chữa rất nhiều bệnh và ngoài ra nó còn có nhiều vitamin E, cho nên đây là một món nước mà vừa lợi cho sức khỏe mà còn đẹp da nữa nha các bạn. Và cuối cùng Thảo xin chúc cho cả nhà mình có nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong tháng mới này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.